chào tất cả mọi người. Nay lại giới thiệu mọi người một chiếc xe đạp máy Nhật. Sau khi được nhập về đã vệ sinh cân chỉnh dầu mỡ, cổ trục cổ bi rất là trơn tru rồi. Đây là một chiếc xe khung nhôm sơn zin. Tộc đứng size 46, ngang 53. Vành nhôm hai lớp. Bánh 700C, lốp zin theo xe. Đùi cọc in, đi đông bô tăng, chân trống, đang zin theo xe. Mỗi lắp thêm đùi tay nắm và in da bọc lại. Lắp thêm đùi chắn bùn trước sau. Ghế đan đang zin theo xe. Hệ thống chuyển động 3 đĩa 7 lít. Đây các tem của Nhật đây mọi người. Tem thông số của Nhật đây. Đây lốp. Bánh 700C nhân 28C đây. In theo xe đấy. In zin bọc lại ra. Nào phù hợp với size chiếc xe này liên hệ bên em. Chiếc xe khung nhôm tổng quan nhìn rất là đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người.